Chưa phải là cao điểm của mùa mưa, nhưng các địa phương như là Đồng Tháp hay là An Giang đã phải ban bố các cảnh báo khẩn cấp về tình trạng sạt lở bờ sông. Điều gì đang xảy ra với các dòng sông tại đồng bằng sông Cửu Long? Nguyên nhân do đâu? Làm gì để cứu sông Tiền, sông Hậu trước tình trạng khai thác cát theo kiểu tận thu tài nguyên và hạn chế sạt lở ven bờ? Trong khi sạt lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại nhiều nơi, thì ven sông Tiền, hàng chục xà lan khai thác cát vẫn neo đậu và hút cát. Thuyền chở cát vẫn cứ xuôi dòng, hướng đi của chúng là lên Giòi Lửa, điểm nóng khai thác cát của cả Đồng Tháp và An Giang. Mặc dù được cấp phép khai thác, thế nhưng qua công tác kiểm tra liên ngành cho thấy, hầu hết các đơn vị khai thác cát tại Đồng Tháp đều có vi phạm. Phương tiện trọng tải lớn nạo vét cát dưới lòng sông theo kiểu tận thu tài nguyên nhưng không trang bị đầy đủ các thiết bị hành nghề theo quy định. Đó là thực tế đang hiện hữu tại nhiều mỏ cát trên sông Tiền hiện nay. Cái khai thác thì có khi ngày nhiều ít, nhưng mà trong cái sản lượng của nhà nước cho phép cho mỏ. Trung bình mỗi năm diện tích đồng bằng sông Cửu Long mất đi khoảng 500 hecta và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khai thác cát quá mức là một trong những nguyên nhân gây biến đổi dòng chảy, khiến sạt lở gia tăng. Trong khi phù sa từ thượng nguồn không còn về đồng bằng sông Cửu Long, thì đáy sông Tiền, sông Hậu vẫn bị moi lên hàng ngàn tấn cát mỗi ngày, bất chấp những hiểm họa về môi trường. Hiện tượng nước đói phù sa, các chuyên gia cũng nhận định sạt lở bờ sông tại đồng bằng sông Cửu Long là do sự thiếu hụt bùn cát. Cái tốc độ khai thác cát ở trên dòng sông cũng đang gia tăng trong những năm gần đây, và nó có một cái mối liên hệ rất là rõ ràng giữa cái tốc độ và khai thác cát cũng như tốc độ mà sạt lở đang xảy ra ở trong khu vực. Và cái khai thác nước ngầm nó cũng là một phần làm cho cái sự ổn định của đồng bằng này nó giảm. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu kiên quyết ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép ở đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó yêu cầu các tỉnh trong vùng sạt lở tăng cường quản lý khai thác cát, kiên quyết ngăn chặn nạn khai thác trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm. Trước mắt đối với những cái dự án cấp mới là chúng tôi sẽ không cấp mới các dự án khai thác. Còn đối với những dự án đã cấp phép thì vẫn tiếp tục là khai thác, nhưng chúng tôi sẽ giám sát rất chặt chẽ cái việc khai thác đối với các sản lượng cũng như thăm dò trữ lượng thường xuyên để tránh cái việc khai thác quá mức dẫn đến có thể là dẫn đến tác động của nguy cơ sạt lở. Vấn đề hiện nay là vấn đề liên kết giữa các địa phương rồi của cái với sự điều hành của vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi của chính phủ theo cái quyết định về cái thực hiện cái liên kết để làm sao trong khai thác lợi thế của sông Tiền, sông Hậu, khai thác sông Mê Công, liên kết cả trong cái khu vực của quỹ hội sông Mê Công các nước, làm sao để có sự khai thác nguồn lực, nguồn lợi nó đảm bảo sự hài hòa. Một nghiên cứu khác cũng cho rằng hệ quả khai thác cát đã khiến độ sâu của sông Tiền và sông Hậu gia tăng đáng kể, tạo thành những hố xoáy có độ sâu từ 35 đến 40 mét. Mỗi năm, lòng sông sâu thêm 1,3 mét và sạt lở ven bờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.